một cái người kinh doanh cá nhân mà một lần thôi phát hiện ra người ta vi phạm thì người ta sẽ bị xử phạt rất là nặng, và như vậy thì người ta sẽ thấy rằng là người ta không trốn tránh, người ta tự giác. Thì bây giờ quan chức cũng thế, cán bộ cũng thế, nếu như chỉ một lần phát hiện ra là có những cái thông đồng với lại cái người nộp thuế để bỏ qua cái vi phạm để mà kiếm một cái lợi cá nhân nào đấy, thì chúng ta lại phải xử lý nặng hơn là những người mà kinh doanh. Nếu chúng ta làm nghiêm chuyện đó đấy, như tôi nói rằng là những người thực thi mà làm nghiêm trước đấy, làm thực hiện đúng, thực hiện công bằng, thực hiện minh bạch thì người dân người ta đi theo. Còn chỉ cần cái người mà thực thi công vụ một lần làm sai, một cái làm sai nhỏ thì những người khác người ta sẽ làm sai nhiều hơn và làm sai lớn hơn. Chính vì vậy cho nên là xử lý nghiêm với người kinh doanh, một thì phải xử lý nghiêm với cái người mà có chức trách nhiệm vụ thực thi cái việc thu thuế này phải gấp 10 lần. Một lần đi vi phạm sẽ phải xử lý rất nặng, thậm chí là phải cho thôi việc. À, nếu chúng ta làm nghiêm định đó thì sẽ không có xảy ra chuyện chúng ta nói rằng là sợ thông đồng hay là sợ làm không chính xác.